Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Mình là Quang. Lần đầu tiên là nói cả cái tên lên trên cái video luôn, bởi vì trong thời gian gần đây thì rất là nhiều kênh nó đi gửi cái video của mình. Rồi thì hôm nay chủ đề của chúng ta là Yamaha Exciter 155 màu cam độ này, cam đen. Sở dĩ lần trước đã có quay video về chiếc này rồi, nhưng mà bây giờ lại quay lại một lần nữa là bởi vì cái tông màu đã khác. Và hơn thế nữa, chúng ta lại có một người anh em kế bên, đó là Exciter 150 màu cam luôn. Tông xịt tông, hai chiếc y chang nhau, cho nên là sẵn tiện quay video giới thiệu với mọi người hai mẫu xe này, cũng như là báo giá trong thời điểm hiện tại xem nó như thế nào. Rồi đây là cái phiên bản màu cam mà lúc trước Quang đã từng quay cho các bạn xem ở video mà sau Tết á, Quang up lên liền đó. Thì đây là màu cam, nó có phần sáng hơn, tươi hơn và nó bóng bẩy hơn tí xíu. Nó bóng theo cái kiểu khác, còn chiếc này thì cái màu của nó ánh theo cái kiểu giống như là màu kim loại gì đó. Màu cam này nó phần đậm hơn, nó mạnh hơn. Nói chung là hai tông màu khác hoàn toàn, cho nên là sẵn tiện thì mình mới quay cho các bạn xem luôn. Thì về phần giá thì giá hiện tại của chiếc này á, hình như là cái con này lên từ màu đen hay là màu trắng gì đó. Thì tại vì phiên bản màu gốc của Yamaha 155 thì nó không có màu cam, cho nên là lên từ cái màu đen hay là màu trắng. Thì giá của cái màu đó thì nó cũng đâu tầm khoảng 52-53 triệu rồi, cộng thêm cái bộ tem sơn cũng như phụ kiện, thì nguyên cái con này tổng thể của nó giá hiện tại nó cũng sẽ dao động tầm khoảng 57-58 triệu, tùy theo cái số lượng phụ kiện trên xe nó ít hay nó nhiều nữa. Con này thì hiện tại chưa có lên nhiều. Ví dụ như mà sau cái video này mà có lên cặp mâm nữa thì các bạn sẽ cộng thêm nữa, có thể lên 59-60 nữa. Khá là cao ha. Nói chung tùy cái số lượng phụ kiện. Còn bạn nào đặt cái tem sơn không thì 3 triệu ngoài, có tem sơn theo sở thích, theo yêu cầu của các bạn luôn. Không chỉ là màu cam không mà các bạn thích, mình thấy số lượng gần đây các bạn thích nhất là màu xám nè, màu bạc nè, những cái phiên bản màu mà các bạn không chịu đặt cọc. Các bạn không chịu đặt cọc nhưng các bạn muốn có để cho các bạn xem. Bà nội cha của ai cũng không dám sơn cho các bạn nữa. Tức là các bạn đặt hoặc là các bạn có mẫu sẵn thì các bạn có thể đến đại lý, còn không thì đại lý sẽ sơn những cái phiên bản màu sắc mà thông thường bán chạy. Thì bởi vì nhiều khi sẽ không có màu sắc của các bạn thích. Đây là heo dầu hai bích tông ha. Cái thắng trước của nó hai bích tông, tại vì đây là phiên bản cao cấp. Cái miếng tam giác thì nó có sẵn, còn cái phiên bản 150 thì các bạn phải gắn cái miếng trắng bụng á, phải gắn. Còn cái két nước này là 230.000, cái nhôm nó khá là dày ha, của 155 nè. Còn ba cái đồ của 150, cái miếng này đâu tầm 60-70.000 gì à. Cái bảo vệ két nước á. Thì bên này cái tam giác của nó là nó không có đồ bảo vệ luôn. Thì bạn nào thích gắn thì có gắn, còn không thì thôi. Còn chiếc 155 thì nó có sẵn. Rồi, về cái phần mà đuôi xe thì mình quay cho các bạn xem luôn nè. Đây là chúng ta sẽ có cái chống đỡ, hai cái chống đỡ hai bên, kiểu dáng nó giống nhau. Cái loại này loại mới về, nó khác cái dấu chống đỡ mà trước đây mình hay quay. Thì cái này nó khác, nó sẽ bảo vệ cái ốp phần sườn khi mà các bạn đậu xe khích nhau, hoặc là khi mà ngã xe thì nó sẽ bảo vệ được phần nào cái ốp sườn của mình, nó chống bể đổ các thứ. Và khi các bạn có con nhỏ thì có thể cho nó để giỏ đó cũng được luôn. Cái ba ga này là loại ba ga Titan 10 ly nè, của 150 hay 155 đều có cái phụ kiện này, loại 10 ly. Giá đâu đó tầm khoảng 280.000 cho cái ba ga này. Còn cái ba ga của hãng á, của loại 155 á, màu đen á, là đâu 249.000. Chiếc Exciter 150 này chưa có độ mâm nha ạ. Chiếc này đã có khách đặt cọc rồi, và khách đặt cọc luôn mâm, mình nhớ đâu là 58,5 triệu đó. Đã lên hợp đồng mua góp luôn rồi, đậu hợp đồng rồi, chỉ đợi là xe đủ phụ kiện là ra lấy thôi. Rồi có kính, có gù tai, có tai thắng, vân vân. Thì mình quay để cho các bạn xem mẫu, để các bạn nào thích thì có thể đến đại lý để đặt cọc chiếc này. Thì nó lên từ cái con màu xám đen cam, cho nên là cái màu sắc của nó cũng trùng phần nào. Đi bấm biển số thì nó cũng đơn giản, nó dễ. Ở đây có cái dè trắng bụng nữa nè, cái dè con này là 160.000 nha. Rồi thì bạn nào thích thì có thể đặt cọc lại, tại vì mình quay cái con này chứ mình không có bán được cái con 150. 150 là đã có khách đặt rồi, 155 thì các bạn có thể mua được. Sau clip này mình quay là đã có xe tại cửa hàng sẵn nha, tại Yamaha Sài Gòn 1, địa chỉ ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Mình sẽ để thông tin ở phần mô tả. Rồi, về cái đuôi thì chiếc này nó giống mô tô ha. Còn chiếc này thì đã độ lại rồi, 150 đã độ lại rồi. Cái gì gì đó, VFA thì Sonic. Rồi hai cái xi nhan của nó cũng đã được làm gọn lại so với cái bản gốc, là nó chìa sang hai bên. Đó, màu sắc thì tông màu hai chiếc này y chang nhau, đều là màu cam hết, cam đậm hết. Cái cản hai xe nó khác nhau ha. Còn về cái phần đổi màu của chiếc 155 á, nếu mà bạn nào hộ khẩu ở Ninh Kiều, Cái Răng thì rất đơn giản, xe màu nào ra màu đó thôi. Nhưng mà công an ở những tỉnh thành khác thì có thể họ khó, cho nên là bạn nào mà thích màu này thì phải chấp nhận là làm đổi màu một lần nha. Tại vì xe màu gốc của nó không có màu cam, cho nên là phải đổi từ màu đỏ hoặc là màu trắng gì đó thì sang màu cam này. Còn ở Ninh Kiều, Cái Răng thì rất là đơn giản luôn, viết vô cái tờ khai là ra đúng màu. 155 thì nó có VVA. Nói chung là thủ tục này nọ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ các bạn hết mình. Ok nha, trừ khi các bạn ở xa quá thì có thể nó hơi khó. Còn ở gần trung tâm, gần cửa hàng thì được. Rồi, khóa thông minh, có sạc điện thoại, vì đây là phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, bạn nào thích cái dàn áo trên chiếc phiên bản tiêu chuẩn khóa thường thì các bạn có thể đặt hàng tại đại lý luôn nha. Lên trên phiên bản khóa thường thì giá thành tất nhiên nó sẽ thấp hơn cái phiên bản khóa thông minh rồi. Rồi mình dỡ cốp yên cho các bạn xem. Như các bạn thấy đấy, cả hai xe đều đích đựng được cái quần gì. Nhưng 150 ít ra thì nó cũng có một cái lỗ nhỏ. Còn 155 là bít cửa nè, 150 nó có một cái nút tìm xe. Nhắc cái vấn đề này mình nhớ là chiếc 150 đã có nút tìm xe, tuy nhiên phiên bản tiêu chuẩn của chiếc 155 lại không có. Nhấn vào nó kêu và nó nháy đèn. Mà chiếc 155 phiên bản tiêu chuẩn lại không có tính năng này. Đó, cái khoản nhỏ này các bạn có thể để tiền, vàng, đô la, hộp sòn, kim cương các thứ. Còn chiếc 155 thì không để được cái quần gì hết. Đó, ok. Rồi, có một câu hỏi các bạn đặt ra nữa là em mua xe Cần Thơ, nhưng mà nhà em ở Đồng Tháp, ở Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, An Giang thì có thể bảo hành được hay không? Tất nhiên, chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Các bạn đi bất kỳ Yamaha Town nào vẫn bảo hành được. Nếu có sổ nha, nhớ ghi kỹ cuốn sổ giúp mình. Và không nên ghé cửa hàng tổng hợp nha, các bạn lưu ý. Mua xe thì các bạn có thể ghé cửa hàng tổng hợp gì đó thì kệ các bạn, chứ tùy. Rồi, cái phần đèn thì các bạn thấy này ha, đèn chiếc 155 thì nó đã thay đổi bằng hai cái cụm đèn tách biệt nhau ở trên và ở dưới để đóng cớp cái. Còn chiếc 150 thì cả pha cốt đều nó tập trung vào một cái cụm đèn ở phía trên hết. Nhiều bạn thì vẫn đang rất là ưa chuộng kiểu dáng của chiếc 150. Đa số các khách hàng bây giờ vô kiếm 150 rất là nhiều. Và cái số lượng xe về thì không đủ, thật sự không đủ các bạn. Tháng này là nó về đâu 50 mấy 60 xe gì đó, mình không biết 155. Tuy nhiên 150 nó về có 7-8 xe mà Yamaha còn cắt đơn hàng hết mấy chiếc nữa. Đó, cho nên là không đủ số lượng để bán, chứ không phải là bán chạy tại sao không đặt. Nhiều bạn đặt câu hỏi như vậy, thật ra là có đặt nhưng mà không có giao xe. Cũng khổ lắm các bạn, không ai mà không muốn chạy doanh số, không ai mà không muốn có tiền hết, nhưng mà cũng khó khăn trong thời gian này. Rồi đến đây thì video mình cũng sẽ kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.